Gần đây, người tại thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng hàng trăm người bị bệnh nổi mẩn ngứa. Người dân tự ý tìm cách chữa trị nhưng không thuyên giảm. Theo điều tra của cán bộ y tế xã, có hơn 120 người của 46 hộ thuộc thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê bị nổi mẩn ngứa. Trạm y tế xã đã kịp thời báo cho trung tâm y tế huyện Thạch Hà và trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đến lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện nguyên nhân gây dịch ngứa ở thôn Phúc Thanh là do bọ chét cắn. Sau khi xác định được nguyên nhân gây bệnh, ngành y tế Hà Tĩnh tiến hành phun hàng chục lít hóa chất tiêu độc khử trùng, đồng thời tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, chỗ nằm, chuồng trại, chăn nuôi và không tự ý mua thuốc các loại về để dùng mà cần đến trạm y tế để được hướng dẫn và điều trị. Tiểu nó nhỏ quá rồi.